học em bơ nhà nghèo. Chú em bơ nhà nghèo buổi tối vui vẻ nha. Anh Harry chắc đi làm rồi. Ngã từ đường. Hát một bài cho nó mở giọng xíu nha mọi người. Anh Nam ấy. À, anh đang kiếm bài buồn đó nhờ. Chị Nam đang kiếm bài buồn thì đợi bung nha. Chia tay người yêu anh. Mọi người biết không, chia tay người yêu anh xong bắt đầu anh nói với cô là mình chia tay nhau đi, bởi vì anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Thế là hai người chấp nhận chia tay nhau, bảo anh vẫn còn yêu em. Buông tay không phải là vì anh hết yêu em, mà buông tay là vì để anh muốn chúng ta tốt hơn, anh muốn em tốt hơn. 3 ngày sau anh có người yêu mới. Tụi tao chơi rồi, chơi 3 ngày sau người ta có người yêu mới. Thế là yêu một người đâu dễ quên được đâu, đúng không? Mà 3 ngày sau không có người yêu mới luôn. bữa nay em tham gia chương trình của team nên là rất đông rồi. Đúng rồi, vô rồi nè. Vậy để bung hát đi nha.
Phong hát tặng mọi người ca khúc đúng không? Thì chương trình của Tim Má Linh, cái giọng nó khàn, nó đêm là sao đi hát những cái bài này đi cho nó nhẹ nhàng đi. Vinamilk Pro B cho đề kháng khỏe, bé học hỏi không ngừng. Anh khi nào về Linh? Pro B mỗi ngày nhé. Cảm ơn chị Tiến Tân. Dưỡng da tươi tươi tâm trắng, sạch sâu hơn, nước miệng hơn, nhẹ dịu hơn. Ôi trời, nó quên mình rồi ta. Không thấy nó vui hết rồi. Chạm bị like. Ở trên bên lệ em ôi ngừng. Đúng rồi, mà giờ chúng thấy nó vô rồi, tôi quên nè. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn. Bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim chơi, phụt bay theo gió mãi trôi. Để bao thương nhớ âm thầm thiên hạ phố bờ. Đèn khuya có khóc hay sang, lẻ loi tôi đang lắng trong. Thì mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mơ. Cảnh, cậu có thấy cảnh sao nó không thấy nó vô vậy mọi người? Nó quên rồi. Dạ em chào chị Phúc. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đời ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Cái giọng của Mông Hàn ấy nó vậy đấy. Dạ em ở đây. Em chào anh Cường. Một mai em sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in sẽ nhớ em. Em không biết là người ta đã vô trong livestream của em chưa mà không thấy gì hết trời. Em không biết là đã vô chưa mà không thấy gì luôn. Ồ, bữa nay cái giọng của Bung bị khàn tiếng, em hát nhiều có bị khàn tiếng nên là chắc là bài Trống Vắng nó bung thử. Ok. Ok. Bông hát bài nhẹ nhàng xíu nha. Bởi vì cái giọng của Bông bữa nay nó
nó không được được tốt cho lắm á. Để Bông hát cái bài nó bình thường thôi mọi người nha. Nhớ về em đi. Thử ngay. Yeah. Nubi sữa tươi trái cây tươi. Được làm từ sữa tươi 100%, hòa quyện cùng nước ép trái cây tươi. Kính thưa quý vị, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Nhớ về em. Xong gì đây? Chiều nay gọi thầm tên nhau, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, thắp thêm ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau, chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương Tây. Người đã đi chưa bao tháng ngày chìm khuất trong. Gọi thầm tên nhau, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi biến mang trong đời khi đã xa người. Cảm ơn Long. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều gọi thầm tên nhau, chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi chưa bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Từ anh. Cảm ơn Văn Hiển, cảm ơn mọi người cho lời điên của Bung. Để mọi người đợi Bung xíu nha. Cảm ơn Long.
Dạ, cái bạn này là bạn nhớ về bung. Anh search trên YouTube là cái bài này được mang tên là Nhớ Về Bung. Anh tìm xem có không Nhớ Về Bung. Nhớ Về Bung, nhớ ánh mắt, đôi môi, nụ cười. Bữa nay là em đăng ký trong cái team nên là em lên live buổi tối. Cảm ơn cả nhà mình trong live stream của Bung nha. Cái giọng em bữa nay nó như kiểu chị Phương Thanh luôn rồi. Thiều thào. Chứ không nhìn mặt, ví dụ không nhìn mặt đâu mà ví dụ như mà đeo cái mặt nạ vô mà nói thôi á, mà khàn khàn thêm tiếng nữa là chắc là tưởng ông nào đang ngồi live stream. Ủa, bài này là bài Nhớ Về Em. Anh biết không biết bài này hả? Sao lại hỏi éo trả lời? Anh lại cục xúc thế kia, hỏi éo trả lời là sao cục xúc thế? Chết. Bữa nay sao lại cục xúc thế kia? Hỏi éo trả lời. Ồ, bữa nay dạ em cảm ơn anh HT. Em cảm ơn anh HT. Cái bài Một Thuở Yêu Người. Một Thuở Yêu Người nha. Hát những cái bài nó nhẹ nhàng xíu nha. Đừng hát bài nào nhẹ nhàng xíu nha. Ôi dồi, ai lại ăn nói cục xúc với Bung thế? Dạ đúng rồi, em đang like, em đang hát TikTok like đúng không? À không không. Hello anh Táp Đổ. Hello anh. Cuộc tình dĩ vãng đã cho đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình xem xin lỗi em yêu hả? Anh yêu của Bung trong live stream của Bung là không anh nào cục xúc như anh đâu nha. Nha, gọi em yêu là không được cục xúc vậy đâu nha. Bữa sau là mà cục xúc vậy là xuất ra ngoài đảo ở với khỉ rồi đó. Cục xúc quá. Hello mọi người, đừng lịp trong live stream của Bung. À không, em đang nói anh nói treo. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bơ ngơ siêu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau hướng đêm chính nguyên tình nồng ấm, bebê. Hello anh trái tim. Anh Long ở đây, anh Long. Cuộc tình dĩ vãng đã cho đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Tình yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bơ ngơ siêu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến trong giấc mơ. Cảm ơn anh. Dạ chị Xoài. Bữa nay Bung tham gia cái chương trình của team á, nên là Bung live buổi tối, cái buổi này thôi.
Thường thường là những cái chương trình event của team hoặc là những cái sự kiện gì của team là hay tổ chức vào buổi tối á. Nên là em đăng ký cái chương trình đó, nên là em like giờ này, em like chút xíu cho em xuống. Em vẫn là 3 giờ sáng nha mọi người. Vẫn là 3 giờ sáng nha. Hello Monica, how are you? Have a good day Monica. Yeah. Vẫn là 3 giờ sáng. Chị đi làm chưa? Chị Tiến Vân còn đây, chị Tiến Vân. Ồ, cảm ơn anh Tú. Anh Long còn đây, anh Long. Anh trái tim trắng. Thế là Ngọc Vàng. Anh Chấm Chu ơi, buông hát một bài nữa nha. Buông hát một bài nữa xong rồi buông xuống like nha mọi người. Bởi vì cái giọng bữa nay không được tốt cho lắm. Ê, cầu vòng khuyết đi. Hello Ngọc Vàng, tính là like giờ này cũng đông người phết đó chị ha. Chị Xoài đi làm chưa? À, chị Xoài là... chị ở Việt Nam mà đúng không? Em hát một bài cuối xem xuống nha mọi người. À, chị làm đi. Chị mấy giờ đi làm được? Hello anh cậu, anh Harry. Yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa bông cũng yêu người, bông yêu đẹp trai như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn anh xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa đã khuya rồi, vẫn ngồi đêm sau sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có anh, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Xong rồi đang, bởi vì là em vừa mới chuẩn bị thì cái anh quản lý anh bảo là em ơi, TikTok có lỗi rồi. TikTok có lỗi rồi em, TikTok vừa báo lỗi. Vậy luôn mọi người, cái số em nó vậy lắm mọi người, TikTok báo lỗi. Của em giờ của em là 8 giờ, giờ của em là 8 giờ đến 8 giờ 10, là 10 phút mỗi người được 10 phút. Anh phải nhắn tin TikTok báo lỗi rồi em. Làm cho mình loạn quạng lính quýnh cái lên, chuẩn bị các kiểu rồi hô hào các kiểu, cái hồi cái không thấy đâu. Chạy lần đêm hát hồi lại bài xem xuống. Hello anh Thanh Thiếu Nhi. Ủa buổi tối mọi người chơi đông hơn, em thấy buổi tối chơi đông hơn mọi người, thấy không? Không lẽ là mình lại cố gắng mình like thêm buổi tối rồi thấy buổi tối đông hơn nè. À, buổi tối thấy mọi người, em thấy ai cũng, em cũng gặp đấy nè. Cái lúc em like thì còn ít gặp, chứ còn cái tầm này em thấy ai em cũng gặp hết trơn nè. Cảm ơn anh Thanh Thiếu Nhi, cảm ơn anh Hiểu Tú. Cái số em nói vậy đó anh. Cười quá, em cười quá. Mình hát nốt bài này nha, xong em xuống nha, bởi vì cái giọng của em bữa nay không được tốt lắm nên là em lại ít hơn chút xíu mọi người. Dạ hả chị? Dạ ta để bông cố gắng bông lai thêm buổi tối, bởi vì là bông lai cái giờ đó là mọi người đi ngủ hết trơn. Đều hạnh phúc với người mình yêu.
yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có anh, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại không giờ mới biết đâu là yêu. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương say lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại không giờ mới biết đâu là yêu. Cảm ơn cả nhà mình đang lên đi ngủ bông nha. Chắc là em phải xuống like đây mọi người, bởi vì là cái giọng em bữa nay không được tốt lắm. Cảm ơn.